Trở lại chương trình của bản tin ngắn. Trở lại chương trình của bản tin ngắn thì có vẻ như sự kiện lùm xùm về kế hoạch của ông Biden. Khi mà kế hoạch của ông Biden đang cố gắng để đưa ra một số cái cử tri cho di dân bất hợp pháp, một số cái ID cho di dân bất hợp pháp, đúng biết rằng câu chuyện này nó sẽ đẩy cái nước Mỹ đi, chúng ta đi về đâu. Theo một báo cáo thì DHS của Biden lên kế hoạch cấp thẻ căn cước cho những người di dân. Bản tin nội địa của ông Biden cho biết đang lên kế hoạch cấp thẻ nhận diện ID cho những người vượt biên và những người nhập cư bất hợp pháp trước khi thả vào Hoa Kỳ. Cái hình ảnh được rò rỉ là thẻ căn cước dành cho những người di dân bất hợp pháp đầu tiên được ông Adam Shaw công bố trên chương trình của Fox News. Hiển thị cái khoảng trống cho ảnh là cung cấp các dịch vụ mã QR và thông tin về nhà cấp dịch vụ bao gồm tên tuổi tương tự như bằng lái xe của tiểu bang của ID được cấp. Thẻ ID là một phần trong cái quá trình thí nghiệm của DHS có thể được các nhân viên cơ quan quản lý an ninh vận tải TSA sử dụng tại các sân bay hoặc tiếp cận các phúc lợi công cộng. Tin tức về thẻ ID bị rò rỉ vào năm ngoái khi các cơ quan thực thi di trú hải quan CEIC đã bảo vệ cái chương trình và nói rằng đối với những người không phải là công dân được thả tự do tạm thời, việc hiện đại hóa cái thực số bằng cách cung cấp quyền truy cập liên tục vào các tài liệu nhập cư quan trọng trong quá thẻ là an toàn và được kết nối. Trong khi ông John, cựu quan chức của IC, thành viên ban cố vấn trung tâm tại di trú quốc gia, nói rằng cái mục tiêu cuối cùng của chính quyền Biden là hạn chế càng nhiều nhập cư bất hợp pháp tiếp xúc với đặc vụ DHS càng tốt. Họ nói là họ sự bình thường hóa việc nhập cư bất hợp pháp. Giám đốc trung tâm di trú và an ninh biên giới của tổ chức di sản nói với tờ báo Breitbart News rằng cái đảng Cộng hòa tại Hạ viện nên hành động để ngăn chặn việc cấp thẻ căn cước và nhiều việc khác. Quốc hội cần phải xử lý về chính quyền của ông Biden biến ICE trở thành cơ quan dịch vụ xã hội khác dành cho bất hợp pháp và trả lại cơ quan thực thi pháp luật của quốc hội bao gồm giam giữ trục xuất của số lượng viên bất hợp pháp dưới thời của Biden. Thông qua một cái mạng lưới bắt và thả rồng khắp biên giới của Mỹ, mỗi tháng trung bình ông Biden đã thả 60.000 người vượt biên vào những người nhập cư vào cộng đồng của Mỹ. Đây là dân số nước ngoài có quy mô gấp 4 lần so với Van Yar, nhà của ông Biden. Và đó là những gì mà thật sự cái nước Mỹ chúng ta đang tiến tới. Trách được hay không? Tôi không trách ai trong câu chuyện này cả. Ai cũng entitled một cái giấc mơ Mỹ. Nhưng cái quan trọng là gì? Chính quyền Biden gần như đã gửi cái thông điệp mở cửa cái biên giới cho toàn thế giới còn lại. Và đó là chương trình của bản tin ngắn. Chào tạm biệt.